Thưa quý vị và các bạn, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đang trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua đó sẽ phát huy hết sức mạnh của toàn dân cùng chung tay góp phần giúp các địa phương nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí thôn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Là một trong hai thôn của xã Tuân Chính được chọn làm điểm trong phong trào xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn Phù Chính đã vận động nhân dân chung tay góp sức, hiến đất, trồng cây xanh, nhân rộng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, khuyến khích người dân phát triển kinh tế. Thông qua phong trào đã giúp người dân phát huy thế mạnh, đời sống kinh tế được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng một người một năm, 100% lao động trong độ tuổi có việc làm, diện mạo làng quê ngày càng đổi thay. Mình là rất phấn khởi có cái chương trình này. Thế thì để lấy những cái nguyện vọng của nhân dân thì cũng là tất cả nhân dân vào cuộc trong cái chương trình này và cũng là cố gắng để giữ gìn giữ vững cái thành tích mình đã đạt được trong những năm qua. Chúng tôi phải làm cái việc thứ nhất là đề cao cái tính chất dân chủ của người dân, công khai minh bạch rõ ràng với những cái nguồn vốn của dân đóng góp và cùng với mọi người dân để người dân được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra và hưởng thụ. Hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã có trên 40 khu dân cư đạt tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi một thôn dân cư đều có những cách làm riêng, sáng tạo, phù hợp với lợi thế địa phương mình. Sự chung sức đồng lòng của toàn dân đã giúp diện mạo nông thôn Vĩnh Tường đang ngày càng đổi thay. Đường làng phong quang, sạch đẹp, 100% tuyến đường trong các khu dân cư được bê tông hóa. Những tuyến đường trục chính được đầu tư nâng cấp đồng bộ với vỉa hè và hệ thống tiêu thoát nước, đèn chiếu sáng, cây cảnh ven đường. Không chỉ đời sống vật chất mà đời sống tinh thần cũng được nâng lên rõ rệt. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng đã xây dựng được 3 thôn dân cư kiểu mẫu. Để đạt được thôn dân cư kiểu mẫu, Ủy ban Nhân dân xã đã vận động tuyên truyền bà con đóng góp ngày công lao động cũng như tiền của để đổ rãnh nắp đậy cho các ngõ xóm. Thế và điện thắp sáng công cộng của từng ngõ cũng như trồng cây xanh của các ngõ xóm. Phát huy vai trò và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng các mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Vĩnh Tường đã lan tỏa phong trào thi đua sôi nổi, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.